mày bị đánh nữa mày chịu được không? Thế nhưng mà xã hội bây giờ nó mới bất công. Mà nói chung cứ sát mãi con này cũng biết chết rồi. Làm sao được bây giờ? Toàn bọn giả tạo thôi. Đưa nào? Ấy đừng đừng. Bạn gả chống yêu quý. Vụ này đến vụ khác mà nó bạn đừng có bỏ chạy như thế. Tôi không làm hại bạn đâu. Tôi chỉ đến đây để nghe bạn gáy thôi mà. Có thật thế không? Nhưng sao bạn lại muốn nghe tiếng gáy của tôi? Tất nhiên là thật chứ. Bạn nổi tiếng là có tiếng gáy hay nhất vùng. Ai chả biết. Ồ, đúng đấy, đúng đấy. Nhưng sao? Tôi biết cha bạn. Ông ta là một con gà trống có tiếng gáy rất hay. Tôi muốn thử xem bạn có gáy hay bằng ông ta không. Dĩ nhiên là tôi gáy hay bằng cha tôi rồi. Tôi có tiếng gáy hay nhất trong vùng mà.